GAC will bring in another one more product, which is the M6 Pro, a CMP model, to the Vietnamese market. And we also will bring in another B SUV model, which is the GS3. We call it N-Zoom. This product will be imported from Malaysia. Xin chào quý khán giả của Lăn Bánh cùng Việt Nam Motor Show 2024, series podcast cung cấp những thông tin về thị trường ô tô xe máy Việt Nam, đặc biệt là những thông tin đến từ các thương hiệu sẽ tham gia vào triển lãm ô tô xe máy Việt Nam năm 2024. Và xin giới thiệu tới quý vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, ông Tề Kim Hoa là Tổng Giám đốc của TC Service Việt Nam và là nhà phân phối của thương hiệu GAC Moto. Vâng, xin chào ông ạ. Hello, xin chào everybody. GAC Group đã được thành lập vào năm 1997 và có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc, được niêm yết tại cả hai sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Hồng Kông. Doanh nghiệp có 11 năm liên tục thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, đánh dấu việc chính thức gia nhập thị trường ô tô Việt. Tháng 8 năm 2024, Tan Châu Group thông qua công ty con TC Service Việt Nam, nhà phân phối chính thức thương hiệu ô tô GAC, đã giới thiệu tới thị trường hai mẫu xe tiên phong là MPV All-New M8 và SUV All-New GS8. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Yeah. Thưa ông, GAC là một thương hiệu khá mới mẻ đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên thì GAC đã thể hiện rõ cái quyết tâm của mình khi mà quyết tâm chinh phục thị trường Việt Nam. Bằng chứng là trước khi mà GAC ra mắt chính thức tại Việt Nam thì hãng cũng đã công bố sẽ tham gia triển lãm Việt Nam Motor Show năm nay. Vậy thì lý do gì mà GAC lại quyết tâm tham gia Việt Nam Motor Show và GAC kỳ vọng như thế nào về triển lãm năm nay thưa ông? Okay, the purpose of GAC joining the Wama Motor Show this year is our most important so-called objective is to showcase our car in the very important platform in the Vietnam during the Motor Show. During the Motor Show, we also come up with a very attractive promotion to generate more customer and prospect to the GAC model. And we also will do some survey and feedback, get the feedback from the customer to improve the GAC product further in Vietnam. Yeah. Thưa ông, tại thị trường Việt Nam có thể thấy là người tiêu dùng thì luôn đặt một trong những yếu tố quan trọng lên hàng đầu khi mà quyết định mua một chiếc xe, đó là tính thực dụng. Vậy thì GAC sẽ có những cái chiến lược ra sao để có thể tiếp cận tốt nhất tới đối tượng khách hàng tại Việt Nam thưa ông? For GAC, we treat the Wama Motor Show as a very important platform where we can showcase our product and our technology to the Vietnamese market. And in order to build the GAC brand, GAC decided to introduce our GAC M8, which is the D MPV segment, the very premium MPV and very sellable product in China to bring to Vietnam market. And we also bring the second model, which is the GS8. The SUV model, which is a very large and premium SUV product, which is proven in the market in China. And other than this, we also bring in the M6 Pro, which will be the next model that we're going to introduce in Vietnam. This is a CMPV model, which is suitable for the Vietnamese family with children and parents, where you can use this car for the family use. Yeah. Vâng, một trong những cái bằng chứng nữa mà để thể hiện rõ cái quyết tâm của GAC khi mà tham gia vào thị trường Việt Nam, đó là việc GAC đã ra mắt hai cái mẫu xe đầu tiên vào cuối tháng 8 vừa qua, đồng thời là cũng đã tiết lộ là sẽ ra mắt một số những cái mẫu xe mới vào Việt Nam Motor Show năm nay. Ông có thể chia sẻ thêm những cái điều thú vị và bất ngờ mà GAC sẽ mang tới tại triển lãm năm nay thưa ông? Besides the two models that we just launched in August, which is the M8 and the GS8, GAC will bring in another one more product, which is the M6 Pro, a CMP model, to the Vietnamese market. And we also will bring in another B SUV model, which is the GS3. We call it N-Zoom. This product will be imported from Malaysia under the ASEAN tax. And this model will be introduced and launched in the Vietnamese market by the quarter 3, 2025. Yeah.
Vâng, và đó là những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ cùng chờ đón của GAC tại triển lãm và không gian của Việt Nam Motor Show năm nay. Và thưa ông, đến với series podcast chúng tôi sẽ gửi tới mỗi vị khách mời là một chiếc hộp bí mật Secret Box. Yeah. Và trong này thì sẽ có hai vật phẩm. Không biết là trong này hôm nay sẽ có gì. Đầu tiên, vâng thưa ông, ở trong này đầu tiên chúng ta sẽ có một bức hình ạ. Đây có thể thấy là hình ảnh của vị khách hàng đầu tiên tại Việt Nam mà sở hữu một mẫu xe của GAC, đó là mẫu M8. Ông có thể cầm lấy ạ. Thưa ông, tại Việt Nam thì những người tiêu dùng Việt Nam theo ông thì sẽ được trải nghiệm những cái công nghệ cũng như là những cái giá trị như thế nào của thương hiệu GAC mang tới? Well, thank you very much for this photo. In fact, we are very proud and very happy that we actually got this customer during our launch event on the 20th August in Hanoi. This customer actually didn't know about this product at all. After when she came and saw the product and experienced the interior and look at the exterior, she found that this car was actually a product, actually a car that suit her lifestyle, suit her standard. So in because this is a very modern and innovative MPV and also suit her family usage. So after our sales personnel explanation and presentation, she was very impressed and she booked the car on the spot. Yeah. Vâng, đó là cái vật phẩm đầu tiên ngày hôm nay và xin dành tặng cho ông. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái vật phẩm mà mỗi vị khách mời đến tham gia chương trình của chúng tôi đều có, đó là một tấm lưu bút. Và rất là mong ông Tề Kim Hoa có thể chia sẻ một cái thông điệp của GAC sẽ gửi tới triển lãm Việt Nam Motor Show năm nay cũng như là tới khách hàng của mình ạ. Vâng, xin xin được nhờ ông có thể chia sẻ tới khán giả. Vâng, đây là thông điệp của GAC sẽ mang tới tại triển lãm năm nay và ông có thể chia sẻ thêm một số nội dung về thông điệp này được không ạ? Yeah, I want to take this opportunity to thank WAMA Motor for organizing this motor show in Vietnam and all the best to the WAMA Motor Show in 2024 and thanks for your continuously organizing and showcasing more innovative and exciting products to the Vietnamese car lovers. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đón rất nhiều những cái mẫu xe thú vị tại triển lãm năm nay. Và rất cảm ơn về cái thông điệp vừa rồi. Quay trở lại với những cái chiến lược và những cái dòng sản phẩm của GAC tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy là hai cái mẫu xe mới ra mắt vào cuối tháng 8 mà GAC công bố tới người tiêu dùng là hai mẫu xe xăng. Tuy nhiên ở các thị trường khác thì GAC cũng đã có những cái mẫu xe xanh thân thiện với môi trường. Vậy thì ông có chia sẻ và bật mí thêm là những cái mẫu xe đấy nó sẽ đến với thị trường Việt Nam vào thời điểm nào được không ạ? Yeah. Okay, besides the two models that we just launched last month, GAC intend to introduce in the future more environmental friendly and green energy more product to the Vietnamese market. The first product we are going to introduce will be the we call it the hybrid product and the plug-in hybrid PHEV. And this product will be introduced in the stage-by-stage so-called this level. We're going to launch in 2025 and followed by 2026. Yeah. Ông có thể chia sẻ thêm là một số những cái công nghệ mới mà GAC sẽ tiếp tục mang tới cho người tiêu dùng và người tiêu dùng là những cái đối tượng thụ hưởng, họ sẽ có cảm nhận như thế nào về những cái công nghệ này? Besides the current model that we launched, GAC will be bringing in more advanced product like hybrid and the PHEV product. And in GAC, they have a R&D center in the US, Italy, and in China. And they are continuously innovating and producing a new product like the electrical car, which they already have a so-called this subsidiary company doing the ION EV. And in the future, GAC also explore into more new renewable energy and green energy product like hydrogen car. These are in the future pipeline. Yeah. Vâng.
Và chủ đề của Việt Nam Motor Show năm nay cũng là công nghệ mở khóa tương lai xanh. Và không biết là ông có thể bật mí thêm là những cái bên cạnh những cái dòng sản phẩm mà chúng ta sẽ có tại triển lãm năm nay thì những khách hàng, những người tham gia họ sẽ có những cái trải nghiệm thực tế nào tại không gian của GAC ạ? For this year Wama Motor Show, GAC will bring in product to display in the motor show. One of them will be the M8, the DMPV. And second one will be the DSUV, the GS8. The third product we bring in will be the all-new M6 Pro, which is just launched in China. This is a CMPV model. This model comes with the PHEV and the gasoline engine. But for this year, we bring in the gasoline model first for the Vietnam market. Vâng, rất cảm ơn ông đã tham gia với chương trình podcast ngày hôm nay ạ. Thank you so much. Yeah, cảm ơn. Thank you, VTC. Vâng, thưa quý vị, GAC Group được thành lập vào năm 1997, có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc, được niêm yết tại cả hai sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Hồng Kông, Trung Quốc. 11 năm liên tục thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu Fortune Global 500 và là liên tục gần 20 năm có sự liên doanh với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc. Kể từ năm 2010 thì GAC Group đã liên tiếp tung ra thị trường hàng loạt mẫu xe bao gồm sedan, SUV, MPV, PHEV và xe năng lượng mới. Năm 2023, GAC Group sản xuất và bán ra tới hơn 2,5 triệu xe và chúng ta sẽ cùng chờ đón những dấu ấn của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là qua triển lãm Việt Nam Motor Show 2024 sắp tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.